Chào toàn thể quý vị và các bạn. Cách đây hơn 40 năm về trước, chính quyền Khmer Đỏ ngoài việc đàn áp bắt bớ dân chúng trong nước, chúng còn liên tục khiêu khích, kích động cuộc chiến xâm lược trên khắp biên giới Tây Nam nước ta, buộc nhân dân ta phải đứng lên đánh đuổi quân địch, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Trong suốt thời gian nắm quyền tại Campuchia, chế độ Khmer Đỏ đã gây ra rất nhiều những tội ác man rợ mà người đời còn truyền lại. Nhắc đến thủ lĩnh Khmer Đỏ, mọi người thường nhắc đến Pol Pot, coi hắn là kẻ tội đồ của nhân loại. Nhưng trên thực tế, để hình thành lên một đế chế Khmer Đỏ khét tiếng, không phải chỉ một mình Pol Pot mà hắn còn được trợ giúp bởi những người thủ lĩnh khác. Nếu coi chế độ Pol Pot là một cơ thể sống hoàn chỉnh, Pol Pot là bộ não, thì những thủ lĩnh còn lại như cánh tay và chân không thể tách rời của chế độ Khmer Đỏ. Hôm nay, tôi và các bạn hãy cùng điểm mặt những tên thủ lĩnh khét tiếng hình thành lên một đế chế Khmer Đỏ tàn bạo trong lịch sử nhân loại. Đế chế Khmer Đỏ được hình thành dưới sự lãnh đạo của 5 thành viên. Pol Pot được gọi là anh cả, Nguyên Chia là anh hai, Yung Sazi là anh ba, Khieu Samphon là anh tư, Tà Mốc là anh năm. Lãnh đạo chỉ huy tối cao của Khmer Đỏ là Pol Pot, sinh năm 1928 tại tỉnh Kompong Thom, một tín đồ của chủ nghĩa Mác thực thụ. Tuy nhiên, cùng với nhận thức lệch lạc về thế giới quan, đồng thời chịu sự ảnh hưởng về cuộc đại cách mạng, đại văn hóa của Mao Trạch Đông đã khiến Pol Pot hoang tưởng về một nhà nước thiên đường, coi những người nông dân là lòng cốt của một xã hội mới mà hắn muốn gây dựng, còn lại sẽ bị loại bỏ, dẫn đến những tội ác man rợ của chế độ Khmer Đỏ sau này. Nguyên Chia sinh năm 1926 tại tỉnh Bát Tham Bang, một người gốc Hoa. Khi Campuchia Dân Chủ được thành lập, Nguyên Chia được biết đến với biệt danh Anh Hai, là nhân vật quyền lực đứng thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo Khmer Đỏ, chỉ sau Pol Pot, nhà tư tưởng giúp thiết kế mô hình nhà nước, đồng thời là đạo diễn Cánh Đồng Chết. Y giữ vị trí phụ trách công tác đảng và an ninh quốc gia, với công việc chủ yếu là trừ khử những thành phần mà chúng cho là chống phá cách mạng trong và ngoài đảng. Khi Pol Pot giành được chính quyền năm 1975, Nguyên Chia được làm chủ tịch quốc hội. Y là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động bắt bớ, tra tấn và hành quyết những cán bộ bị tình nghi chống lại Pol Pot. Khi chính quyền Khmer Đỏ sụp đổ vào tháng 1 năm 1979, Nguyên Chia cùng với tàn quân còn lại của Pol Pot rời căn cứ sang vùng hẻo lánh Han Long Beng, tiến hành chiến tranh du kích chống lại quân chính phủ mới vừa thành lập. Sau này, ông bị bắt và bị kết án tù chung thân. Ngày 4 tháng 8 năm 2019, Nguyên Chia mất tại bệnh viện Phnom Penh ở tuổi 93. Yung Sazi sinh năm 1925, tên thật là Thạch Dẹm, có lúc gọi là Kim Trang. Quan ông Thạch Chân, một người có nhiều ruộng đất và giàu có ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khi chính quyền Khmer Đỏ được thành lập, ông là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao dưới thời Khmer Đỏ. Yung Sazi được coi là nhân vật quyền lực thứ ba của Khmer Đỏ sau Pol Pot và Nguyên Chia. Yung Sazi nổi lên với vai trò cố vấn thân cận của Pol Pot. Trong các lần xuất hiện của Pol Pot hoặc những cuộc họp quan trọng, Yung Sazi luôn đứng cạnh hoặc phía sau Pol Pot. Khi chủ trương chính sách tàn sát Việt Kiều, đánh phá giết hại đồng bào Việt ở biên giới, khi Khmer Đỏ sụp đổ, Yung Sazi cùng với Pol Pot tiếp tục gây lên tội ác ở biên giới Thái Lan, Campuchia. Cho đến khi tàn quân Khmer Đỏ tan rã, Yung Sazi mới quay về xin hưởng khoan hồng. Khieu Samphon sinh năm 1931, cha là người Khmer, mẹ người Hoa. Sau cuộc đảo chính tháng 3 năm 1970, y tuyên bố ủng hộ mặt trận thống nhất dân tộc Campuchia, được cử làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng và tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng trong chính phủ Vương quốc Đoàn kết dân tộc Campuchia. Năm 1976, y được bổ nhiệm làm chủ tịch đoàn chủ tịch nhà nước Campuchia Dân Chủ và đóng vai trò lớn trong việc hình thành chế độ Khmer Đỏ, là nhân vật quyền lực thứ tư của Khmer Đỏ. Với vai trò là chủ tịch nước, đã ủng hộ các chính sách xóa bỏ trường học, tiền tệ
Phật giáo cũng như xua đuổi người dân thành thị về nông thôn lao động khổ sai. Tà Mốc sinh năm 1926 trong một gia đình nông dân ở miền Nam Campuchia. Trước năm 1975, y là ủy viên quân ủy trung ương, thường vụ trung ương đảng của chế độ Pol Pot. Tháng 7 năm 1975, Pol Pot thống nhất quân đội và phân định lại ranh giới. Campuchia được chia ra làm 7 khu và Tà Mốc phụ trách khu Tây Nam. Tháng 4 năm 1976, Tà Mốc được bầu làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch quốc hội của nhà nước Campuchia Dân Chủ. Năm 1977, Tà Mốc lên nắm chức vụ tổng tư lệnh quân đội và đóng vai trò chủ đạo trong một loạt vụ thanh trừng nội bộ và gây ra nhiều vụ thảm sát. Năm 1979, khi Khmer Đỏ sụp đổ, Tà Mốc đưa tàn quân dưới quyền lên phía Bắc từ căn cứ An Nông Beng và kiểm soát toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Campuchia. Sau đó lợi dụng tình hình, ông lật đổ quân Pot lên nắm toàn quyền. Sau nhiều năm lần trốn các đợt truy quét của quân chính phủ Campuchia, ngày 6 tháng 3 năm 1999, Tà Mốc bị bắt trên lãnh thổ Thái Lan. Ngày 21 tháng 7 năm 2006, Tà Mốc mất tại bệnh viện quân sự ở Phnom Penh vào lúc 4 giờ 45 phút sáng.